Trò tất cả các bạn, thì một tất cả các bạn trở lại với channel của mình Lắc Đây Gamer. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò Minecraft PA kinh dị cùng với Cubin. Tối nay nó sẽ gặp ma cho coi. Giờ lấy gì đây? 7 ngày ở trên đây, 7 ngày xem được đó. Rồi. Ôi. Ơi, của anh nó bị gì rồi nè? Phải. Cứ đi đi, cứ đi. Để đi trước thôi. Nhiều quá. Đi trước đi. Cứ đi thẳng đi. Ôi. Làm sợ bay. Ôi. Con cứ lên đắt đi, có cánh cửa rồi. Ôi, bàn thờ kia các bạn. À, 10 tháng 5 năm 1990. Đây ở siêu hot là có một người chết. New Set Quốc. Ôi, có cánh cửa nè. Đi vô. Người xinh. Người nghĩ là không. Ừ, có đèn nè. Đi. Chỗ này là chỗ đọc sách nè. Đi lấy gì nè, có cánh cửa gì nè. Ừ, cánh cửa thì chết nè. Ê, em đi đâu rồi? Hình như chạy lên bàn thờ. Không hả? Hình như đây là hai vợ chồng bị chết. Ơi, có một cái bàn thờ nữa nè. Bàn thờ này trông khá quen. Từ từ. Ơi, lại là một phòng vệ sinh nữa. Có đầu người nè. Ơi, có người đang nhìn nè. Qua đây. Ơi, hình như trong này có một cái phòng vệ sinh nữa. Ấy, đừng con đen. Ở đây có gì nè. I can this there is can kai gì đó. Nó cảnh báo mình á. Mình ngu tiếng Anh quá. Ôi. Một con nhện. Đi. Ai chết rồi. Đến đi. Công luôn. Đến nó đi. Không. Máu. Ôi, hình như là đây. Ông bố này chết. Đáp là bố đúng không? Ừ. Ôi, sao lại là một cái phòng này nữa? Sao dính máu gì vậy? Từ từ nhìn qua này. Ở đây là cái gì vậy? Ôi, từ từ ấn nút. Để cho xuống hết coi. Hay là nó chơi mình. Ơi, hình như trong này nó cũng có máu nè, nhưng mà máu xanh nè. Welcome back, Dad. Có nghĩa là mình là bố. Sợ quá. Sao hôm nay tối vậy? Ơi, sáng quá. Ở trong đây có cái bảng gì nè. Đọc đi. Xin. Rồi đi ra đi. Lại là những kệ sách. Ê, hình như bây giờ nó khác. Có cái gì kìa. Đi à. Cảm giác rất là sợ. Ôi, ra ngoài đây rồi. Ơi, bên trên có gì à. You can run. Ôi, có cái gì. Ơi, có cái gương có gì không? Không. Ghê quá. Nói chết mẹ rồi, dính rồi. Chỗ này càng lúc càng ghê. Đòn lúc bắt. Ôi ơi, có cái đường rồi. Có gì hết. Ghê quá hả. Có cái gì nè. Ôi. Sao không mở ra được. Bên trong có rất là nhiều. Sao không có gì hết vậy.
em vào đâu rồi? Ôi, trong này có tiện căn phòng mới chút chút này. Có gì không? Ôi, thấy ghê quá à. Hai người cố gắng đạp đi. Nếu có Enderman trong đó. Xem kỹ đi. Không có. Hú, sao căn phòng này nó lại mở? Tại đâu nhờ? Từ từ vô khám phá. Còn đường không có gì hết. Chỉ là một cái căn phòng nhỏ nữa thôi. Là gì đây? Không không. Không không không. Là nó không cho mình vào. Thôi mình đi hết đường kia đi. Kinh thật các bạn. Như là cửa ra. Anh thấy ghê quá. Sao lại có hai đường? Đường này không có chỗ. Đường này này. Đường nó không có chỗ mở. Đợi với. Nhanh lên. Sao cái cửa này lại mở? Ừ đúng rồi á. Sao kẹt đường rồi? Đặt đi. Từ từ để anh coi cái đường kia coi thử có không. Không có luôn, đập cái cửa này đi. Để coi hai em mình có gặp nhau không. Phòng gì nè, tối lắm. Đi qua này đi, qua này đi. Đi. Không có đuốc, chờ xíu. Đi, cứ đi. Đi được không? Không được. Đâu đi đây. Thử, bên phòng bên anh đi được á. Đúng rồi, bên này hát điểm thật chế rồi. Ôi, có cái rương nè. Có gì không? Rương đầy luôn. Mở cái rương lên lên á. Không có gì hết. Rồi. Ghê quá. Đây có tờ giấy là 1, 2, 5, 6. À biết rồi. Biết rồi. Căn phòng hồi nãy đâu? 1, 2, 5, 6. Đâu rồi? Đây.
Phải cô đó không? Ý khoan, anh nhớ ra rồi. Hình như là một cửa khác. Đi theo anh. Đây, bên đây nè, bên đây nè. Đáp. Một căn phòng. Không thấy rương. Ơi, đây nè. Chỗ này nè. Ôi ơi. Đài. Đài. Không có cách nào gì hết. Ờ, có đường mà. Anh chết rồi. You can try that friend from web 2 web 2 fan 2 what the what do this anh tp qua chỗ em được không anh như rồi hết phim ấy vậy là chỉ vậy thôi sao mát kinh dị đã kết thúc. Ok, mát kinh dị đã kết thúc. Bye bye.